Dạ, Tuấn Hậu Giang xin kính chào quý khán giả. Tuấn tiếp tục chia sẻ chỗ hoàn cảnh của chị Thủy. Thì hiện tại nghe nói là chị chuẩn bị đi tái khám rồi cô chú anh chị. Bây giờ thì cái hoàn cảnh của chị cũng rất là tội. Mẹ đơn thân mà còn sức khỏe thì đi làm để lo cho gia đình. Bây giờ chị sức khỏe bệnh nhiều quá chú chị. Phổi nè, đái tháo đường, rồi bệnh tim nữa. Thì nghe nói là chuẩn bị đi tái khám lấy thuốc đâu đó, thì Tuấn với lại hỏi và cũng trích một cái phần tiền của chú Lê Văn Nhiêu cũng như là chỗ một chị gái ha, chị gái ở Hawaii, thì để gửi đi cho hoàn cảnh của chị đây, thì mời cô chú mình đồng hành với Tuấn Hoa Giang ha, vào bên trong của chú chị để tìm hiểu thêm. Ngồi đi con, ngồi đây cho con hỏi một chút đây. Thì nghe nói là chị ngày mai đi lãnh thuốc rồi hả chị? Mai chị nghe tính đi gì đi ngoại pháo lãnh chứ giờ chị cũng không biết đi đâu mà nó vậy hả? Gì chứ nhập viện cái này thì em chỉ coi thôi chứ em không có quay được tại vì cái này không. Vậy cuối cùng là con có biết chỗ có đi lãnh thuốc cho mẹ chưa? Ở trên chợ nó là kêu con về ở bên chỗ bệnh viện lao phổi tỉnh Hậu Giang á lãnh. Con biết chưa? Con không có biết chỗ đó nữa. Gì hả? Trời ơi. Ở Di Thanh đó con. Ở bên Di Thanh. Ừ. Dạ, bệnh sao quá trời ta. Mấy cái tiếng, 2 tiếng đồng hồ. 50 cây số. Ừ. Mà chị đi xa chị đi không được. Vậy chị bữa nay đi về bằng cách nào? Về đây nè. Không. Bữa nay mới về. Không, về bằng cách nào? Đi xe đi taxi vậy? Đi taxi về hả? Vậy hả? Tại vì từ đây xuống tới tới Di Thanh 50 cây số. Đi nếu mà từ bên bệnh viện đi xuống đây thì đi taxi về. Bởi vì cũng khó ha, không biết. Nhưng mà cái bệnh viện lao phổi của tỉnh Hậu Giang mình nằm ở dưới Di Thanh là con có biết bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang không? Con có đi, con về bên bạn chồng con có đi ngang cái bệnh viện của tỉnh Di Thanh đó. Nó cũng gần khu vực đó đó. Dạ dạ. Nếu con xuống tới đó biết tới đó là con hỏi là người ta chỉ bệnh viện lao phổi nó nằm xích ở trong một xíu. Dạ dạ. Mà đi với mẹ con là khó đi nè, bởi vì dạ. Đi xuống dưới đó, nó còn bắt chị thử máu lại đó. Chưa nó thử máu rồi nó mới cho lãnh thuốc. Vậy đó thì lãnh thuốc tới 6 tháng. Một tháng lãnh một lần. Tại hồi trước lúc trước con cũng đi quay cái một cái hoàn cảnh giống như trường hợp của mẹ con vậy nè. Bệnh phổi đó thì người ta xuống là thử đàm nè. Chỉnh không ra là thử đàm gì? Thử có thử đàm mà đàm chỉ đàm trắng không à. Thử mấy lần từ ngày chị vô mà tới ngày chị về luôn là toàn là thử đàm trắng không à. Rồi cái lúc đó thì nó nói chị không có bị con trùng lao không, rồi cái sau rồi cái chị cuối cùng cái đất chị chụp thêm ở trên chỗ nó giữ hai miếng nó chụp phổi đó đó. Dạ. Rồi cái chụp thêm một miếng nữa rồi cái nó nói sao thì nó đi con mới phát thuốc lao cho chị sao chị bị viêm phổi thôi thì chị nghe vậy chị cũng mừng. Dạ. Rồi sau cái nó phát cho chị uống một tuần lao rồi nó nói bà đưa nó nói bà cũng nhẹ chứ không nhẹ, đưa trên lầu 4 ở chỗ đó chứ còn nặng thôi, đưa trên từ lầu 5, lầu 6, lầu 7 đó là nặng, nhẹ cũng đưa cho bà lên lầu 4. Vậy là cũng mới ha, không cái lao này nó nói sao bác sĩ nó nói sao mình hay vậy thôi chứ mình cũng không biết là mình bệnh gì. Cái nói tới chuyện về cái nó nói gì bà về bà lãnh thuốc bà uống nha, cái hồi sao không phát sao bà lãnh. Nói thì bà về bà lãnh hỏi tốn tiền. Con phát cho bà uống mà mất tốn tiền. Bác sĩ còn trẻ khô à. Chừng 30 tuổi à. Vậy là người ta cũng hướng dẫn kỹ cho con lãnh thuốc cho mẹ con là đi về bệnh viện lao phổi tỉnh Hậu Giang phải không? Dạ, lúc mà con lấy giấy xuất viện là cái chị chồng nó kêu con là về chỗ bệnh viện lao phổi ở Hậu Giang lãnh. Tại vì á lần đầu tiên là phải xuống bệnh viện tỉnh. Sau đó là lần những lần kế tiếp là mình phải về ta cho về bệnh viện ở tuyến huyện mình nè. Dạ. Chứ chị thấy mấy người kia từ người ta đi Ngãi Sáu, chị tưởng đâu đi Ngãi Sáu lãnh cho nó gần.
đây ngã sáu thì gần mà đi, tại vì lần đầu tiên này chắc đi xuống tới dưới đó đó, 50 cây số. Chị đi không nổi mà đi lãnh giùm không được, tại vì mình có phải có người bệnh theo là người ta thử đàm nè rồi xét nghiệm rồi lại nữa. Mẹ con đi xét nghiệm thường lại nữa đó. Vậy hả? Tại vì bị đưa đường cái tiếp 2 là người phải xét nghiệm lại, người ta sẽ chích liều đường lên hầm. Vì là hồi trước nhà chị thấy là mình không có đi khám bệnh hay sao mà để nó phát ra bệnh chị, nhiều chị vậy chị? Chị có đi thử máu hoài à, mà kiểu như là chị thử máu mà nó không có lên đường. Mà đi ra ngoài xuống dưới bệnh viện người ta lấy nhiều lắm, người ta lấy tầm, người ta lấy cả ống, người ta thử nó mới chiếc lại lên đường. Chứ còn thử cái cây nhỏ nhỏ nó không ai cũng nói bình thường không à. Cho nên không có chỉ không biết đường. Rồi tới chừng bữa đó mệt á, mệt xong rồi dưới lại nóng sốt lên rồi xuống dưới chiếc đường. Bởi vì lên nó lên ép rồi. Hồi trước giờ chị cứ nghĩ là cái đau cái chân ha, cái chân mình bị đau thôi. Cái chân thôi, chị không có nghĩ, với lại chị cũng có đi thử đường mà thử thì nó không có đường thôi. Rồi chị không có đi thử. Rồi đi vô bệnh viện thì nó lấy nguyên một ống gì bự gì đó. Nó thử nó nói về là nó đã bị đường rồi. Và không có đi thử đường không? Thì nói không, hồi nào giờ cứ đường. Vì là ngày mai phải chịu khó đi thôi chứ sao nhà chị? Đi thì một người quá. Một người ngồi trước, người ngồi mà sau ôm thì chứ. Không có thuốc uống. Dạ. Không có cho thuốc nào. Ngoài bệnh viện ngoài Cần Thơ chuyển về cho chị về là không có cấp thuốc không hả? Cấp thuốc uống nhưng mà ngày nay thôi. Ngày mai là tự đi lãnh đó hả? Tự đi lãnh đó mà sao quá. Sao chiều chị còn hỏi nó, chị thấy cho không có đưa thuốc uống mấy ngày đi rồi hãy đi lãnh. Nó nói không, bởi vì nếu mà lãnh thơ là đỡ tốn tiền, nó nói vậy đó. Chị thấy xa quá trời xa luôn. Nhưng mà như chỗ con Lon là không biết phải không, biết cái chỗ đó như cậu nói đó thì dạ, con biết đó. Tới đó con hỏi là người ta chỉ, tại vì đó thí dụ từ chỗ bệnh viện đó mà đi vô khoảng khỏi giảm xíu là thấy ý cậu nói gì được, nó cũng dạ, gần vòng vòng dạ, đó thôi. Dạ. Thì đó con nó còn mất đi thử máu nữa. Dạ. Và nó mới cho phun thuốc. Thì thấy chị gì đó thì em lại ghi hình chia sẻ lên cho bà con mình coi ai giúp được gì giúp. Mà hôm nay em chích ra cái phần tiền bên chỗ của chú Lê Quang Nhiêu cũng như là bên chỗ của một chị gái ở Hawaii em gửi cho chị để đi lấy thuốc cũng như là đi tái khám ha. Thì ở đây em chích của chú Lê Quang Nhiêu là 500 ngàn, dưới của chị gái ở Hawaii 500 đó là 1 triệu đồng ha, em gửi cho chị đi nàng đi khám lấy thuốc ha. Mà chị đi xe đó, đi xe ấy thôi chứ xe biết như từ ở bệnh viện mình về cái giờ đây ở ngoài đó xa quá làm sao đó, là xe ôm thì bởi vậy trước mắt là gì mình lo đi. Chị cũng có cảm ơn em và cũng cảm ơn bà con giúp đỡ cho chị. Dạ. Chị cảm ơn những người bà ủng hộ chị cho chị hết bệnh. Thì quan trọng chị cái sức khỏe, cái nghị lực của mình nữa, phải cố lên nữa nghe chị. À. Còn cái lần đầu tiên đi khám thì chẳng phải chịu khó đi mới được chứ. Trên... chị thấy mà đi như xe như kiểu ở trong bệnh viện đi về thì chị có đi được chứ còn đi cho ôm ra thì đi được. Dạ. Đấy, đã đi về cũng mấy trăm ngàn đó. Đi bốn bánh thì xe bốn bánh mới được. Thì ngày mai phải đi rồi, tranh thủ có sắp xếp đường nào đi hết hả chị? Hai chị đang đi lấy thuốc, chị ẩn đi lấy thuốc uống nửa tháng, một tháng gì ở dưới bên cho nhiêu à? Thường cho uống một tháng. Tháng. Dạ. Tháng. Thì nếu mà mình ở đây chúng nó xa quá, ví dụ mai có đi khám với chị nói tạo điều kiện mình đi về cái chỗ gần nhất ở huyện mình nè, ở ngã sáu cho nó dễ. Chứ từ đây xuống dưới mỗi lần đi 50 cây số, 50 cây số đi nó. Đi xa quá. Dạ. Cũng chưa có biết là đi xe nào, thời nào về chứ có đi bao giờ đi quen đi xe taxi mà đi dài vậy đâu. Coi có xe quen không chị, điện ví dụ như có xe nào quen điện nhờ chở.
Rồi, giờ kia không có đi chơi, đi đâu hết chứ. Thôi vậy cất đi ha, vậy cất cái tiền đi ha. Nặng mai phụ đi khám, đi lấy thuốc rồi đi. Còn em chia sẻ video luôn đi ha. Còn có ai giúp được gì nữa thì... Dạ, có ai giúp được gì thì mừng chị. Dạ. Thì hoàn cảnh của chị thì hiện tại đau bị phổi nè, rồi bên xong rồi bị tiểu đường nó biến chứng tùm lum hết trơn, chứ gì nhiều bệnh tim nữa. Tim giờ chị đi không được luôn á, dạ. Rồi xong rồi nó nhức, và từ hôm lên trên sản bác sĩ bây giờ chút cái này nó lại nó không đi được, nhưng mà nó không có nhức nữa. Phụ nên nó đi nó cứ cà quẹo vậy đó. Dạ. Cái giò này của chị lâu lắm rồi, chứ không phải mới đây. Dạ. Nhà qua cái phổi với cái tim. Thôi cũng cố gắng lên nghe chị. Chị dở dở khẩu trang em quay cái chị. Ừ. Dở khẩu trang thôi, cả được rồi. Rồi được rồi chị, được rồi ha. Ừ, cảm ơn bà. Dạ được rồi chị. Đó thì Tuấn cũng cảm thay mặt cho gia đình chỗ chị Thủy đây, cảm ơn đến chú Lê Quang Nhiêu cũng như là một chị gái ở Hawaii rất là nhiều ha, đã hỗ trợ cho chị một tổng cộng là 1 triệu đồng để đi khám bệnh lấy thuốc. Thì Tuấn chia sẻ video rồi lên thì nhờ cô chú mình ha cùng đồng hành với Tuấn Hậu Giang cũng như giúp đỡ hoàn cảnh của chị ở đây nè, được phần nào thì mừng phần đó cô chú anh chị ạ. Chị thì đau bệnh hiện tại này không có ruộng đất, sống một mẹ đơn thân nữa, con gái thì chị bệnh thì mới về chăm chị thôi, chị ở cháu ngoại. Vâng, thì Tuấn xin tạm dừng video ha, hẹn lại cô chú mình trong những video tiếp theo ạ.